Bữa học trước chúng ta đã có một vài ví dụ nhỏ để liên quan đến việc chúng ta phá cái dạng vô định một lũy thừa vô cực. Hôm nay chúng ta tiếp tục một số ví dụ khó hơn một chút về mặt kỹ thuật tính toán, kỹ thuật khử cái dạng vô định một lũy thừa vô cực. Thầy đã trình bày một cách cặn kẽ cho các em ở bài học trước. Bài học này thì chúng ta nói một chút xíu thôi, thoáng qua thôi. Thế rồi sau khi chúng ta có được cái dạng một lý thừa vô cực phá được rồi thì sau đó còn ít thời gian còn lại thì thầy sẽ chuyển qua đến các cái giới hạn về hàm số logarit. Thế bây giờ thì thầy muốn nhắc lại một chút về cái giới hạn mà cần thiết để chúng ta phá cái dạng một lý thừa vô cực cho các em. Đó là nếu mà chúng ta có cái dạng vô định một lý thừa vô cực thì chúng ta nhớ cho thầy cái lim sau đây. Đó là nếu mà ux của chúng ta tiến về 0 khi x tiến về x0 thì lúc này chúng ta sẽ có hai cái giới hạn, một giới hạn quan trọng sau đây. Đó là lim khi x tiến về x0 của 1 cộng cho ux tất cả lũy thừa 1 chia ux. Giới hạn này nó sẽ tiến về ơ, ơ là cái cơ số trong logarit ba, nó chính là bằng 2,71, gần bằng cái số đó. Hoặc là nếu mà chúng ta có điều ngược lại, ux tiến về cộng hoặc trừ vô cực khi x tiến đến x0 thì các em cũng có được một cái định lý nó tương đương với cái định lý ở trên, đó là lim khi x tiến về x0 của 1 cộng cho 1 chia ux tất cả mũ ux cũng tiến về ơ. Thế thì thực sự ra thì chúng ta thấy khi ux tiến đến cộng trừ vô cực thì 1 chia ux của chúng ta tiến về 0 thì nó cũng đóng vai trò là cái ux ở trên của chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta sẽ để phá cái dạng vô định một lũy thừa vô cực thì các em sẽ dùng hai cái định lý này để mà chúng ta khử cái dạng vô định một lũy thừa vô cực đi. Thế bây giờ chúng ta quan sát một ví dụ sau đây. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đi tìm lim khi x tiến về 0 của cos x tất cả lũy thừa 1 chia x bình phương. Thế thì khi x tiến về 0 thì cos x của chúng ta tiến về 1 và 1 chia x bình phương thì nó tiến về cộng vô cực. Do vậy mà ở đây nó có dạng vô định một lũy thừa vô cực. Và cái cách thức giải quyết giới hạn này chúng ta như sau. Nó sẽ bằng lim khi x tiến về 0 bằng cách sau đây các em. Cos x chúng ta viết lại. Sau đó chúng ta thêm một cái động tác, thêm một và bớt một đi. Sau đó thì chúng ta thấy ở đây nó sẽ xuất hiện cho chúng ta cái biểu thức ux là cos x trừ 1. Để đóng ngoặc lại. Đây, khi x tiến về 0 thì cos x trừ 1 tiến về 0. Và cái cos x trừ 1 này đóng vai trò là cái ux trong cái lim vừa rồi chúng ta vừa mới có dịp nhắc lại. Vậy thì ở đây có được 1 cộng cho ux rồi. Vậy nó còn thiếu ai nữa? Còn thiếu 1 chia ux. Như vậy chúng ta tự động thêm vào cái lượng 1 chia cho ux, nghĩa là 1 chia cos x trừ 1. Mà khi ta thêm thì đương nhiên chúng ta phải bớt. Vậy ta có 1 chia cos x trừ 1 thì các em phải nhân tiếp cho cos x trừ 1 thì lúc đó nó mới hồi vốn cho chúng ta được. Như vậy thì ở đây còn lại 1 chia x bình phương là chúng ta viết lại ở đây thôi. Và như vậy thì theo định lý vừa rồi chúng ta thấy lim khi x tiến đến 0 của 1 cộng cho ux tất cả lũy thừa 1 chia ux là chỗ này. Các em để ý thấy khi x tiến đến 0 thì rõ ràng ux của chúng ta tiến về 0. Cos x trừ 1 tiến về 0 đấy. Cho nên cả cái chỗ này của chúng ta nó sẽ tiến về ơ. Vậy thì ở đây chúng ta còn lại cái gì? Cos x trừ 1 tất cả nhân cho 1 chia x bình, tức là chia cho x bình phương. Thế rồi bây giờ thì chúng ta vấn đề còn lại là đi tìm cái lim khi x tiến đến 0 của cái số này thôi, của cái cos x trừ 1 chia x bình phương. Như vậy thì cos x trừ 1 thì ta áp dụng các cái công thức lượng giác, ta biến đổi thành trừ 2 lần sin bình phương của góc x bình của góc x trên 2. Rồi đây x bình phương chúng ta viết lại. Mà chúng ta biết rằng lim của ux chia ux khi ux tiến về 0 nó bằng 1.
Thế thì ở đây UX của chúng ta đóng vai trò nó là X chia 2, mà đây xin bình nữa, cho nên nó cần có X bình phương chia 4. Mà ta thêm 4 thì đương nhiên ta phải bớt 4. Và lúc này thì xin bình phương X trên 2 chia cho X bình phương chia 4 khi X tiến đến 0 bằng 1. Do vậy mà ở đây chúng ta chỉ còn lại là trừ 2 phần 4, trừ 2 phần 4 tức là đơn giản đi còn lại trừ 1 phần 2. Như vậy chúng ta đã được đáp số bằng ơ mũ trừ 1 phần 2. Ơ mũ trừ 1 phần 2 chúng ta viết lại cho nó đẹp thì nó bằng 1 chia cho căn ơ. À, như vậy thì cái cách thức, nhắc lại một chút, cái cách thức mà để phá cái dạng vô định một lũy thừa cộng vô cực thì bằng cách các em sẽ thêm bớt 1 ở cái biểu thức fx. Ví dụ fx mũ gx, trong đó f tiến đến 1, còn g thì tiến đến vô cực, thì các em thêm bớt 1 ngay ở biểu thức fx. Rồi sau đó trên mũ chúng ta ép để có được cái lũy thừa 1 chia u. Mà nếu có được 1 trên u thì đương nhiên ta phải nhân u. Và thì lúc đó nó mới huề vốn được. Cái kỹ thuật phá cái 1 lũy thừa vô cực. Thế bây giờ chúng ta xem thêm một ví dụ nữa để hiểu rõ hơn cái cách thức phá 1 lũy thừa vô cực. Thế rồi sau đó thầy tổng kết lại một chút nữa, thầy gút lại vấn đề một tí nữa là lập tức các em thấy các em giải quyết cái dạng một lũy thừa vô cực nhanh hơn nhiều. Bây giờ thầy vẫn theo cái trung thành cái chuyện thêm bớt một để chúng ta thấy bằng một cái ví dụ thứ tư. Đó là thầy cho tìm lim khi x tiến về 0 của 1 cộng tan x chia cho 1 cộng sin x tất cả mũ 1 chia sin x. Chúng ta để ý thấy khi x tiến về 0 thì tan x tiến về 0 và sin x tiến về 0. Do vậy mà phân thức 1 cộng tan x chia cho 1 cộng sin x nó tiến về 1. Dĩ nhiên khi x tiến đến 0 thì sẽ tiến đến 0, 1 chia cho 0 nó tiến tới vô cực. Như vậy cái mũ này của chúng ta là tiến tới vô cực. Vậy có dạng một lũy thừa vô cực. À, vừa rồi chúng ta vừa mới nói chuyện với nhau. Đó là chúng ta muốn tìm cái giới hạn dạng một lũy thừa vô cực. Thì ta sẽ làm như thế này. Ta viết lại cái biểu thức fx cụ thể ở đây là 1 cộng tan x chia cho 1 cộng sin x. Sau đó chúng ta thêm 1. Và đương nhiên đã thêm thì phải bớt, bớt 1 đi. Và 1 cộng tan x chia cho 1 cộng sin x trừ 1 đóng vai trò là ux. Quả thực vậy, khi x tiến đến 0 thì 1 cộng tan x chia cho 1 cộng sin x trừ 1 tiến về 0, ux phải tiến về 0, chúng ta nhớ. À, đây là UX nhé. Thôi thì bây giờ từ cái này nó còn phức tạp. Thật viết lại cái 1 chia sin x chút xíu nữa rồi chúng ta sẽ thu gọn cái UX lại xong. Như vậy thì ở đây thầy thu gọn lại thì ra được lim khi x tiến đến 0 của 1. Chúng ta thu gọn cái UX này lại một chút. Như vậy thì nhân chéo lên 1 trừ 1 hết. Đấy, 1 trừ 1 hết. Còn lại tan x trừ sin x ở mẫu số. Tất cả chia cho mẫu số là 1 cộng sin x. Thế rồi bây giờ đây, chỗ này đóng vai trò là UX. Như vậy chúng ta cần phải có 1 chia UX. Tức là 1 chia cho tan x trừ sin x chia 1 cộng sin x, nghịch đảo lên thì là 1 cộng sin x. Tất cả chia cho tan x trừ sin x, chỗ này đóng vai trò là 1 chia U. Mà đã thêm 1 chia U thì phải bớt đi. Phải bớt đi ai? Ta có 1 cộng sin x chia cho tan x trừ sin x thì ta chỉ cần nhân nghịch đảo lên thì nó bớt đi thôi, nghĩa là nhân cho tan x trừ sin x chia cho 1 cộng sin x. Còn 1 chia sin x chúng ta viết lại ở đây. À, thế thì lúc này chúng ta thấy nó bằng lim khi x tiến đến 0 của cả cái cụm này, chúng ta đóng vai trò 1 cộng ux lũy thừa 1 chia ux khi ux tiến về 0, nó ra được là ơ. Và còn cái mũ ở trên này là gì? Tan x trừ sin x chia cho 1 cộng sin x nhân cho 1 cộng sin x, 1 chia sin x. À, chúng ta sang trang mới, chúng ta nhớ cái kết quả này. À, như vậy thì chỗ này. À, vậy thì vấn đề còn lại của chúng ta chỉ cần đi tìm lim của cái mũ này là xong. À, thầy làm nháp ở đây cho nó tiện. Thế bây giờ tan x thầy đổi ra thành sin x chia cos x. Còn trừ cho sin x ở
tử thầy viết lại tất cả chia cho mẫu là 1 cộng sin x nhân cho 1 chia sin x. Và chúng ta thấy sin x đơn giản đi hết. Thế thì ở trên tử của chúng ta còn lại gì nhân chéo lên? Vậy còn lại 1 trừ cho cos x, đúng không nào? Hoặc là đơn giản đi, còn lại 1 chia cos trừ cho 1 tất cả chia cho 1 cộng sin x. Này đơn giản hết rồi. Và khi x tiến về 0 thì nó không còn dạng vô định nữa. Khi x tiến đến 0 nhé. Thế thì 1 chia cho cos 0, cos 0 bằng 1. 1 trừ 1 hết. Và sin 0 bằng 0. Vậy trên tử tiến về 0, dưới mẫu tiến đến 1. Như vậy tiến đến 0. À, như vậy thì cái mũ này của chúng ta sẽ tiến về 0 khi x của chúng ta tiến về 0. Vậy thì ơ mũ 0 bằng mấy? Bằng 1. Như vậy giới hạn của chúng ta ra được kết quả là 1. À, như vậy thì một cách tóm tắt lại một lần nữa để thầy rút lại cái chú ý cho các em. Như vậy thì ở đây chúng ta có cái chú ý này. Nếu khử cái dạng vô định một lũy thừa vô cực bằng cách sau đây. Nếu mà chúng ta có biểu thức f của chúng ta tiến về 1 khi x tiến đến x0 và gx cũng tiến về cộng hoặc trừ vô cực khi x tiến đến x0, thì lúc này chúng ta có được lim khi x tiến đến x0 của fx mũ gx, tức là một lũy thừa vô cực, sẽ bằng ơ tất cả mũ lim khi x tiến đến x0 của fx trừ 1, đây chính là cái biểu thức ux trừ 1 đó, nhân cho gx. Nhớ là các em, fx trừ 1 nhân gx. Và lúc đó thì thôi, chúng ta không cần phải thêm 1, chúng ta cũng không cần phải bớt 1 chi. Chúng ta nhớ luôn như vậy thì bây giờ này, để khử cái dạng vô định một lũy thừa vô cực, các em đi tính cho thầy cái biểu thức fx trừ 1 tất cả nhân gx. Đi tìm cái giới hạn này thì lúc đó cái lim của fx mũ gx sẽ bằng ơ của cái giá trị giới hạn f trừ 1 nhân g khi x tiến đến x0, thì nó ra được cái dạng vô định một lũy thừa vô cực, khử được nó. Bây giờ quan sát tiếp một ví dụ cuối cùng của cái dạng một lũy thừa vô cực nhé. Để chẳng hạn như vậy đó, bây giờ chỉ cần tìm lim của cái này thôi là xong. Rồi bây giờ chúng ta quan sát, khi tìm giới hạn A khi x tiến tới 0 của A mũ x cộng 1 cộng B mũ x cộng 1 cộng C mũ x cộng 1 tất cả chia cho A cộng B cộng C, tất cả đó mũ 1 trên x. Ở đây giả thiết cho A dương, B dương và C cũng dương, cả A, B, C đều dương. Ở chỗ này chật chỗ cho nên thầy không có ghi cái giả thiết A, B, C dương. Thế thì khi tiến đến 0 thì ta thấy rõ ràng trên tử tiến đến A này, chỗ này tiến đến B, chỗ này tiến đến C. Như vậy thì tử là A cộng B cộng C. Chia cho A cộng B cộng C như vậy tiến đến 1. Và khi tiến đến 0 thì 1 chia x tiến đến vô cực, do vậy có dạng một lũy thừa vô cực. Thế thì thay vì chúng ta trình bày một cách rối rắm như hai ví dụ vừa rồi, thì bây giờ chúng ta tóm gọn lại cách trình bày nhanh hơn bằng cách chúng ta đi xét cái biểu thức fx trừ 1 nhân cho gx, thì ta xem thử có bằng ai nhé. Thế thì fx của chúng ta là ai? Đó là A mũ x cộng 1 cộng B mũ x cộng 1 cộng C mũ x cộng 1 tất cả chia cho A cộng B cộng C trừ 1 đấy, nhân cho gx. Gx của chúng ta là 1 chia x. À, như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm lim của cái hàm số này khi x tiến đến 0. Chúng ta xem thử thầy biến đổi như sau nhé. Bằng A cộng B cộng C dưới mẫu thầy đẩy luôn ra ngoài, bằng 1 chia A cộng B cộng C. Rồi như vậy thì ở đây trong này chúng ta còn lại gì nào? A thầy nhân chéo lên đây là trừ A, kết hợp với A mũ x cộng 1
cộng b mũi cộng 1 cộng c mũi cộng 1 nhân chéo a cộng b cộng c lên được trừ cho a cộng b cộng c. Còn cái x này ở đây thầy cho nó xuống dưới mẫu này để cho nó đẹp. Rồi như vậy thì ta tiếp tục ta biến đổi nữa nhé. Bằng 1 chia a cộng b cộng c thầy viết lại. Thế rồi ở đây nó được cái gì? Chúng ta coi. A mũ x cộng 1 trừ cho a. Thầy đặt a ra ngoài làm thừa số chung. Thì ở đây sẽ còn lại là a mũ x. Chỗ này còn lại trừ 1. Một cách tương tự. Chúng ta ở đây chia cho x ở đây. Chúng ta xem cái biểu thức b mũ x cộng 1 và b. Chúng ta đặt b ra ngoài. Thì ở đây chúng ta được b mũ x trừ 1. Tất cả chia cho x thì tách hẳn nó ra như vậy. Rồi một cách tương tự như vậy. C mũ x cộng 1 và c. Đặt c ra ngoài làm thừa số chung. Thì ở đây chúng ta còn lại c mũ x trừ 1. Tất cả chia cho x. Chúng ta nhớ cái kết quả này để chúng ta sang trang mới. Như vậy thì cái biểu thức fx trừ 1 nhân cho gx bằng 1 chia a cộng b cộng c nhân tất cả cái biểu thức ở trong này. Chúng ta qua trang mới như sau. Đó. Như vậy thì vấn đề đặt ra. Để tìm lim khi x tiến đến 0 của biểu thức fx trừ 1 nhân cho gx, các em chỉ cần đi tìm giới hạn của a mũ x trừ 1 trên x hoặc b mũ x trừ 1 trên x, c mũ x trừ 1 trên x khi x tiến đến 0, từng cái giới hạn này một bằng cái làm nháp ở đây cho các em xem nhé. Như vậy thì ở đây chúng ta cần phải đi tìm lim khi a mũ khi x tiến đến 0 của a mũ x trừ 1 trên x như thế nào, bằng cách thầy đặt a mũ x trừ 1 bằng tên. Như vậy thì bây giờ muốn có cái x ở dưới mẫu bằng cách thầy rút cái a mũ x ra thì rõ ràng a mũ x bằng t cộng 1. Muốn có x này thầy lấy log Neper hai vế. Như vậy lấy log Neper vế trái thì các em sẽ được là x log Neper của a bằng log Neper của Neper phải thì nó bằng log Neper của t cộng 1. Như vậy thì ở đây ta rút ra được x bằng bao nhiêu? Log Neper của t cộng 1 tất cả chia cho log Neper của a. Thầy xóa đi, thầy rút cái x ra. Thì nó bằng log Neper của t cộng 1 chia log Neper của a. Do vậy mà chúng ta thấy lim khi x tiến đến 0 của biểu thức a mũ x trừ 1 chia cho x sẽ bằng. Ở đây a mũ x trừ 1 ta đặt là t. Như vậy nó bằng lim khi x t tiến đến 0 của tử là t và mẫu của chúng ta. Bây giờ mẫu của chúng ta là log Neper t cộng 1 chia log Neper của a nghịch đảo lên. Thì ta được log Neper của a nằm trên tử và mẫu là log Neper của t cộng 1. Và ở đây thì các em thấy này. Chúng ta nhớ ở cái bài trước thầy có nói về cái giới hạn này. Đó là lim khi t tiến đến 0 của t chia cho log Neper của t cộng 1 nó tiến đến 1. Do vậy mà giới hạn này nó tiến về log Neper của a. Như vậy chỗ này chúng ta bằng log Neper của a. Như vậy ở đây là a là hằng số cho nên chúng ta không quan tâm. Như vậy thì cái giới hạn này của chúng ta nó sẽ tiến đến a log Neper của a. Một cách trình bày tương tự cho hai cái giới hạn đằng sau. Như vậy thì nếu ở đây ta đi tìm lim khi x tiến về 0 thì ở đây chỗ này biểu thức này a nhân a mũ x trừ 1 chia x nó sẽ tiến về a nhân log Neper của a, đúng không nào? Rồi ở đây một cách tương tự b mũ x trừ 1 chia x sẽ tiến về log Neper của b khi x tiến đến 0, còn cái b này là hằng số. Như vậy biểu thức này sẽ tiến về b log Neper của b. Một cách tương tự biểu thức này sẽ tiến về C nhân log Neper của C. Và chúng ta cũng ghi nhớ luôn cho thầy cái kết quả này. Như vậy lim khi x tiến đến 0 của fx trừ 1 tất cả nhân gx bằng 1 chia A cộng B cộng C tất cả nhân cho A log Neper của A cộng B log Neper của B cộng C log Neper của C. Để chúng ta qua trang mới. Đó. Chúng ta vừa mới có được cái giới hạn này nó bằng như thế này. Như vậy thì ở đây ta lại tiếp tục này. Thầy
thấy cái A này thầy có thể đưa vào trong cái lớp Nebel của A được, để bôi đi bằng lớp Nebel của A, lũy thừa A. Một cách tương tự B thầy đưa vào trong lớp thì đã được bỏ cái B này đi, đã được lớp Nebel của B mũ B. Bỏ C đi một cách tương tự, ta đưa C lên trên mũ. Thế rồi ta lại áp dụng tiếp công thức lốc cộng lốc ra được nhân. Cho nên nó bằng tiếp lớp Nebel của A mũ A nhân B mũ B nhân C mũ C cộng vừa rồi thầy nói rồi, được đổi thành nhân. Tất cả chia cho A cộng B cộng C. Thế rồi A cộng B cộng C này thầy lại đưa vào cái mũ của lớp cho đáp số nó được thể hiện đẹp. Như vậy bằng lớp Nebel của A mũ A nhân B mũ B nhân C mũ C đưa lên mũ bằng 1 chia A cộng B cộng C. À, do vậy mà A của chúng ta nó bằng ơ của cái lim này, tức là bằng ơ mũ lốc Nebel của A mũ A, B mũ B, C mũ C, tất cả mũ 1 chia A cộng B cộng C. Ta áp dụng công thức về về hàm mũ thì ta có được ngay kết quả bằng bỏ lốc được ơ mũ lốc của một số nào đó bằng chính số đó là A mũ A, B mũ B, C mũ C, tất cả mũ A cộng B cộng C. À, như vậy thì cái ví dụ này thầy muốn chấm dứt cái dạng vô định một, lũy thừa vô cực. À, có thể là những bài học sau chúng ta vô tình sẽ gặp lại cái dạng một, lũy thừa vô cực. Thế thì tóm tắt lại để chúng ta chuẩn bị qua cái bài học mới. Đó là để phá cái dạng một, lũy thừa vô cực thì các em đi tìm lim khi x tiến về x0 của fx trừ 1 nhân gx. Khi đó lim khi x tiến về x0 của fx mũ gx sẽ bằng lim khi x tiến về x0 của ơ mũ fx trừ 1 tất cả nhân gx. À, như vậy thì thực chất cái dạng vô định một lũy thừa vô cực chẳng qua chúng ta chỉ cần đi tìm lim của fx trừ 1 tất cả nhân gx khi x tiến về x0 thôi. À, thế bây giờ thì chúng ta nói thoáng qua một chút về cái giới hạn của logarit mà vừa rồi thầy cũng mới nhắc cho cái lim của t chia cho lớp Nebel 1 cộng t khi t tính về 0 nó bằng 1 đó. Thế bây giờ chúng ta trở lại cái nhắc lại một lần nữa cái kết quả đó. Đó là bây giờ nếu mà thầy cho một cái hàm lim khi x tính về 0 của lớp Nebel 1 cộng cho x tất cả chia cho x nãy mới nhắc xong là bằng 1. Nhưng mà bây giờ nếu mà ta có ux tiến về 0 khi x tiến về x0 thì thay vì x tiến đến 0 ta có thể cho x tiến về x0 và thay x bởi ux và x này cũng là ux thì lúc đó ta thấy cái giới hạn này của chúng ta bằng 1. À, thế bây giờ chúng ta xem một số những cái ví dụ nho nhỏ về cái giới hạn của lốc để cho nó quen. À, thầy cho một cái ví dụ thứ nhất khá đơn giản. À, lim khi x tiến đến 0 của lốc Nebel A cộng x trừ cho lốc Nebel của A tất cả chia cho x. À, dĩ nhiên ở đây giả thiết cho A dương để bảo đảm cho cái lốc Nebel của A của chúng ta là dương. À, thế thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị sử dụng đến cái mệnh đề vừa rồi. Thế bây giờ trước khi giải quyết ví dụ này thầy muốn quay trở lại cái định lý vừa rồi để thầy nói. Các em thấy muốn sử dụng cái định lý vừa rồi chúng ta cần phải có số 1. Ở trong cái biểu thức của lớp chúng ta cần có số 1, 1 cộng ux, 1 cộng ux. Mà ở trên là ux thì ở dưới buộc cũng phải là ux. À, cái giới hạn này chúng ta cần chú ý cho thầy cái chuyện đó. À, như vậy thì ở đây chúng ta biến đổi cái ví dụ này như sau. Ta áp dụng công thức các em. Lim khi x tiến đến 0 chúng ta viết lại và áp dụng công thức sau đây: lốc trừ lốc và thành chia, lốc trừ lốc các thành biến đổi thành lốc Nebel của a cộng x chia cho x chia cho a, còn mẫu số là x thì thầy viết lại. À, vừa rồi thầy mới có nhấn mạnh cho các em để đi tìm giới hạn mà liên quan đến cái lốc
thì thường là chúng ta sẽ làm một cái động tác như thế này. Liêm khế tiếng đến không viết lại, bằng cách ta thêm bớt một trong biểu thức của nó. Nghĩa là A cộng X chia A, thầy viết lại ở đây. Và chỉ cần làm thêm cái động tác thêm một bớt một để sử dụng cái mệnh đề vừa rồi. Và ở dưới mẫu là X, viết lại ở đây. Phải đóng ngoặc cái này lại để chúng ta thấy nó giữ cái vai trò là UX trong cái mệnh đề chúng ta vừa mới xem. À, như vậy thì ở đây ta thu gọn nó lại một chút ở cái biểu thức UX của chúng ta. Như vậy tử số của chúng ta ra được lớp Neper của 1 viết lại. À, như vậy thì lúc này A cộng X chia A trừ 1 quy đồng lên được trừ A, A trừ A hết còn lại X chia A. À, như vậy thì X trên A này các em để ý này, khi X tiến về 0 thì cái X trên A này đóng vai trò là UX bởi vì X trên A tiến về 0. Mà ở trên là UX thì ở dưới mẫu cũng cần phải có UX. Mà muốn có UX không khó, chúng ta thêm A ở dưới mẫu thì đương nhiên phải bớt A ở trên tử. A đơn giản hết về vốn. À, như vậy thì cuối cùng chúng ta ra được cái chỗ lốc Nebel của 1 cộng UX chia UX nó dần về 1. Do vậy giới hạn này của chúng ta bằng 1 chia A. À, như vậy thì cái kỹ thuật đi tìm giới hạn liên quan đến lốc để dùng công thức cái mệnh đề mà chúng ta nói ở đầu bài thì các em thấy chúng ta thêm 1 bớt 1 ở ngay biểu thức trong lốc. Và nhớ ở trên tử UX thì dưới mẫu phải là UX. À, lốc Nebel của 1 cộng UX thì dưới mẫu buộc phải thu xếp giống cái UX ở trên tử thì cái giới hạn của nó mới ra bằng 1 được. À, bây giờ thì chúng ta quan sát tiếp một ví dụ nữa. Thầy cho A bằng lim khi x tiến đến 1 của x mũ x trừ 1 tất cả chia cho x lớp Nebel của x. Khi x tiến đến 1 thì x mũ x dần đến 1, do vậy tử của chúng ta tiến về 0. X tiến đến 1 thì lớp Nebel của 1 cũng bằng 0. À, như vậy thì nó có dạng vô định là 0 trên 0. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái giới hạn này như sau. Nó hơi lạ đối với các em một chút thôi, cũng chẳng có gì khó đâu. À, thầy viết lại cái lim khi x tiến đến 1. Thế bây giờ riêng cái mũ x này bây giờ mình xử lý như thế nào là khéo nhất? Và đây là một cái cách để mà xử lý cái hàm lũy thừa mũ. X mũ x là lũy thừa mũ. Thế thì chúng ta sẽ biến đổi như thế này các em. Chúng ta áp dụng cái công thức này này. A bằng ơ mũ lốc Nebel của A. A bằng ơ mũ lốc Nebel của A. Như vậy cho nên ở đây x mũ x thì thầy viết lại nó bằng ơ mũ lốc Nebel của A. A ở đây là x mũ x. Thế rồi cái x này này thầy lại đưa ra ngoài được cái lốc theo áp dụng công thức của lốc. Cho nên ơ mũ lốc x mũ x thì x này đưa ra ngoài được ơ mũ x nhân lớp Nebel của x. Đó. Cái cách mà chúng ta phá cái lũy thừa mũ đi nó là như thế này. Thì rõ ràng chúng ta nhìn vào cái biểu thức ơ mũ x lớp Nebel của x nhìn nó dễ chịu hơn là các em nhìn cái x mũ x đâm nó khó chịu hơn, nhìn nó có vẻ khó khăn hơn. À, như vậy thì cái lũy thừa mũ thì chúng ta chỉ cần đẩy cái lớp vào, áp dụng công thức A bằng ơ mũ lốc Nebel của A là chúng ta thấy nó ổn thỏa ngay, nhìn nó nhẹ nhàng hơn, cái bài toán nó dễ chịu hơn, nó nhẹ hơn cho chúng ta. Rồi còn ở đây trừ 1 thì viết lại thôi, mẫu là x nhân lốc Nebel của x. Và chúng ta thấy bắt đầu cái bài của chúng ta nó bắt đầu nó nhẹ đi rồi đấy. Rồi bây giờ thì thầy lại tiếp tục đặt một cái biến phụ để chúng ta dễ nhìn. Thầy đặt t bằng ơ mũ x lốc Nebel của x trừ 1. Như vậy ở đây trên tử của chúng ta là t rồi. Vậy thì dưới mẫu x lốc Nebel của x làm sao để biết nó là cái gì t?
dễ thôi, chúng ta rút ra, ta rút cái ơ mũ x log nê bê của x ra thì chuyển trừ một sang ta được t cộng một. À như vậy thì ta lấy log nê bê hai vế thì ta có được vế trái là x log nê bê của x bằng vế phải là log nê bê của t cộng một. Và dĩ nhiên khi x tiến về một thì ơ mũ log nê bê của một bằng không, cho nên là ơ mũ không bằng một, một trừ một hết, như vậy t của chúng ta tiến về không. Như vậy cho nên là cái giới hạn a của chúng ta sẽ bằng lim, thay vì x tiến đến một thì bây giờ ta thay bằng t tiến tới không, và tử số của chúng ta đặt là t, mũ số của chúng ta x log nê bê x bây giờ nó đóng vai trò là log nê bê của t cộng một. Thế vừa rồi thì cái mệnh đề thầy cho đó, cái log nê bê của t cộng một nằm trên tử, t nằm dưới mẫu, nó dần đến một. Bây giờ nó ngược lại, log nằm ở dưới mẫu và t nằm trên tử thì đương nhiên nó cũng dần về một thôi. Nên cái này nó không khó chứng minh lắm đâu. Sắp tới ta học qua đến cái định lý L'Hôpital thì cái việc giới hạn này quá dễ, là chúng ta một dòng là xong. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đang tập dần cái việc phá một cách đơn sơ thôi, một cách dùng, một cách giới hạn, một cách bình thường, người ta rèn luyện cái cộng cái cách nghĩ về giới hạn, cái cách phá cái dạng vô định thôi. Đó, các em. Rồi bây giờ ta xem tiếp đến cái ví dụ tiếp theo, thầy cho ví dụ số 3. Đó là tìm cái giới hạn a lim khi x tiến đến 1 cosin bình phương bi nhân 2 mũ x tất cả chia cho log nê bê của cos bi nhân 2 mũ x. Thế thì khi x tiến đến 1 chúng ta rất dễ dàng kiểm chứng ra được dạng vô định không chia không. Đây là dạng vô định. Thế thì bây giờ làm sao để chúng ta áp dụng được cái lớp vừa rồi mà chúng ta làm? Cũng lại bằng cách chúng ta đổi cái biến mới, biến t, bằng cách thay đặt t bằng sin bình phương của góc bi nhân 2 mũ x. Như vậy thì trên tử là t rồi. Vậy làm sao biết được cái dưới mẫu của chúng ta là cái gì t? Thì thầy cho chúng ta quan sát chút. Dưới mẫu của chúng ta là log nê bê của cos bi nhân 2 mũ 2x. Thế thì chúng ta cần có cos của bi nhân 2 mũ x, mà đây là sin bình phương. Như vậy thì một cách quá tự nhiên ta biến đổi sin bình phương bi 2 mũ x sẽ bằng 1 trừ cho cos bình phương bi mũ 2x để xuất hiện cos bi 2 mũ x để chuẩn bị lắp nó vào tử vào mẫu thầy nó nhầm. À, vậy thì một cách lại một cách quá tự nhiên đó là ta rút ra được cái cos bình phương của bi nhân 2 mũ x. À, chuyển t qua chuyển cos sang trái rồi thì chuyển que t sang phải thì đã được 1 trừ t. À, vậy thì bây giờ mẫu số của chúng ta là log của cos bi 2 mũ x. Thì một cách quá tự nhiên chúng ta lấy log nê bê hai vế, thì dĩ nhiên hai vế của chúng ta đều dương cả, cho nên cho ta log biểu thức trong log dương là log nó tồn tại. Như vậy thì log nê bê của cos bình phương bi 2 mũ x số 2 đưa ra ngoài log, hai đưa ra ngoài log thì ta được là số 2, trong này còn lại log nê bê của cos bi 2 mũ x bằng vế phải log nê bê của 1 trừ t. À, như vậy thì ta có được log của cos bi 2 mũ x là mẫu số chuyển 2 qua thì chúng ta được log nê bê 1 trừ t tất cả chia 2. Ở cái chuyện đó lát ta thế xong. Và ở đây chú ý cho thầy một chuyện nhỏ nữa mà thầy không ghi ở trên màn hình của chúng ta. Đó là khi x dần đến 1 thì ta xem. X dần đến 1 thì 2 mũi tiến đến 2. Thì trong biểu thức trong sin nó tiến đến 2bi. Mà sin 2bi ta biết nó bằng 0, như vậy thì t tiến về 0. Ta có một cái tương ứng như sau, khi x tiến về 1 thì t của chúng ta tiến về 0. Do vậy mà a của chúng ta thay vì lim khi x tiến đến 1 thì bây giờ ta thay biến mới là t tiến về bách về 0. Đã. Rồi ở trên tử là t chúng ta vừa mới đặt. Và dưới mẫu này
triển hai xuống, chia cho hai nghịch đảo lên như vậy, hai phải nằm ở trên tử. Vậy thì mẫu số chỉ còn lại là lớp nebe của một chữ T. Thế bây giờ quan sát một chút, rất dễ nhầm chỗ này, sai sót một chút là mình hỏng cả bài toán. Rất nhiều em nhìn một cách quá vội, bảo rằng T chia cho lớp nebe 1 trừ T, khi T dần đến 0 nó ra được 1. Điều đó không đúng. Bình tĩnh quan sát lại thì chúng ta thấy rằng U, cái U T, cái U X mà trong lý thuyết của mình đó, nó là trừ T chứ không phải là T, bởi vì 1 cộng cho U X chứ không phải 1 trừ U X. Như vậy thì ở đây cái U T, gọi T cho nó dễ thống nhất với về mặt biến số, cái UT của chúng ta lúc này nó là trừ T chứ không phải là T, mà nó là UT, nó là trừ T thì trên tử phải có trừ T. Như vậy ta phải thêm dấu trừ, mà thêm thì phải bớt bớt ở ngoài. Như vậy thì lúc đó cái lim khi T tiến đến 0 của trừ T chia cho log nebe của 1 trừ T mới dần về 1. Và cuối cùng thì giới hạn của chúng ta nó bằng trừ 2. Các em thấy đó. Cho nên là chúng ta cẩn thận phải quan sát cái U ở trong cái giới hạn. Ví dụ số 3 thầy, đó là một cái ví dụ mà thầy vừa mới trình bày cho các em xong đó. Thì chúng ta thấy rằng nhiều khi cái U nó cho càng dễ mà mình lại nhìn nó là càng khó. Ví dụ như bây giờ cái U mà người ta cho nó phức tạp, nó là một cái biểu thức phức tạp. Ví dụ như ở cái ví dụ 1, nó là biểu thức X chia A thì mình dễ bị, mình khó bị mắc lừa lắm. Thì lập tức mẫu phải có X trên A. Nhưng mà ở qua ví dụ số 3 thì chúng ta thấy rằng cái UT người ta làm cho nó nhẹ bớt đi, nó là trừ T. Và chính cái nhẹ bớt đó nó gây cho chúng ta nhiều cái sơ ý. Chúng ta phải có cái trừ T ở trên tử để đóng cái vai trò UT, thì lúc đó chúng ta mới sử dụng được cái mệnh đề lim của UT chia log nebe của 1 cộng UT, khi UT dần về 0 nó mới bằng 1. Chuyện đó thầy nói đi nói lại hoài. Thế bây giờ thì chúng ta xem một cái ví dụ cuối cùng liên quan đến giới hạn về logarit, nhẹ thôi, dễ. Đó là thầy đề nghị các em đi tìm lim khi x tiến đến ơ của log nebe x trừ 1 tất cả chia cho x trừ ơ. Thế thì số 1 chúng ta thấy nó chính là gì nhỉ? Nó chính là log nebe của ơ. Và giống như ví dụ 1 vậy mà, log trừ log thì ta viết lại thành log nebe của x chia ơ, trừ thành chia. Và đây được là x chia ơ viết lại, và muốn có làm thì ta phải thêm bớt ngay số 1 trong cái biểu thức của lớp. X trên ơ viết lại thêm 1 thì đương nhiên bớt 1 đi, và đóng ngoặc lại. X chia ơ phải viết lại. Và bây giờ thì chúng ta rút gọn lại dễ. Số 1 đây chúng ta viết lại và chúng ta thu gọn lại chỗ này thì được là x trừ ơ chia cho ơ. Và đây mẫu là x trên ơ. Vậy thì cái x trừ ơ chia ơ đóng vai trò là ux. Như vậy ở đây x trừ ơ còn thiếu ơ ở dưới mẫu. Như vậy thì thêm ơ ở dưới mẫu thì bớt ơ ở trên tử. Và ngay chỗ này của chúng ta nó dần đến 1. Như vậy giới hạn của chúng ta nó bằng 1 trên ơ. Thế thì bài học của chúng ta hôm nay ở cái ví dụ này là chấm dứt. Thế thì chúng ta vừa mới giải quyết xong được cái dạng 1 lý thừa vô cực. Và thầy cũng cố ý thầy đưa vào cái lớp để chúng ta thấy rằng thêm 1 bớt 1 vào đó. Thế bây giờ thì thầy chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong chương trình bữa sau.